Alo chưa? Hai chàng nghe vào xíu nữa. Mình trả lợ kèo chặt cu các bạn nhá. Cu là chim. Thế nên ý là mình chặt cu và chặt chim. Đúng rồi, chính là con chim rán này các bạn nhá. Hôm nay bố mình mua mấy con chim rán. Ăn gần hết rồi mình nhớ ra. Nên là thôi làm clip coi như là trả các bạn nhá. Chỉ là chặt cu này thôi, cu kia này còn để xài. Đấy bạn nhá, nhìn kỹ không phải bảo là không có nhá. Việt Nam nói là làm các bạn ạ. Mình không bao giờ mình nói được, mình sẽ làm được các bạn nhá. Ok, chặt này. Đấy nhá. Đấy, ok. Đây chẳng biết là con chim sẻ hoặc là con chim cút đi các bạn ạ. Ở trạng thái là rán nhá. Chim cu. Hoặc nó là con chim sẻ, con chim cút thì chim là cu mà, đúng không? Ai chả hiểu thế. Đấy, ok. Một con là nó sẽ kiểu như này. Lấy lên được chưa? Đấy. Thôi chém đi. Ngon phết đấy các bạn ạ. Nhìn chung cũng ngon phết đấy. Anh em mình xé ra nhá. Thường thường là mình không ăn cổ. Thường thường là nhiều sán hay không giờ thêm rồi. Từ từ đã. Xíu 30 giây nữa. Nước chấm, nhiều nước chấm này. Thôi, giật để tan mấy cái xương đi. Nước chấm của nó, nước chấm tỏi ớt. Cái gì ấy. Ok. Chấm ra nha. Hơi bị ngon luôn. Cho bạn nha. Đấy không, mình ăn khúc này thế nha. Giòn nhai nghe cả mấy cái xương mềm mềm các bạn. Thôi, chén lên. Chào bạn, chào các ông chào. Thả xong thua, chặt cu chơi nhá. Đấy, ok. Mình tắt rồi. Thôi tắt đi ăn. Chim.